Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Nếu quý vị bị nám, mụn, nhăn da, sạm da, hãy gọi ngay cho md 7 MD7 7 ngày kỳ diệu. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714 và 714 TMN Insurance xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng 714-741-2008. Hoàng Trọng Thủy trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả. Chào đón quý vị đến với chương trình phát hình live của Little Sài Gòn TV trong băng tầng 56.10, 14.2. Mời quý vị vào trong trang nhà của đài Little Sài Gòn TV.com hoặc quý vị cũng có thể xem được trên Facebook và YouTube nữa. Hôm nay Thảo Yên vắng mặt vì bận việc gia đình. Chúng tôi gửi đến quý vị các bản tin khắp nơi trên thế giới cũng như Hoa Kỳ này. Mời quý vị cùng theo dõi. Đầu tiên là dự báo thời tiết trong ngày và những ngày tới bắt đầu từ ngày hôm nay. Trời vẫn tiếp tục ấm áp và những ngày tới rất khác biệt. Chúng tôi mới đây ghi nhận được ở Houston, Texas người thân gọi qua cho biết à, ngày hôm trước à, nhiệt độ xuống còn có 59 độ do tình trạng biến đổi khí hậu và có những cái hiện tượng thay đổi ngày hôm nay. Bên phía miền Đông thì lạnh sớm nhưng mà bên phía miền Tây chúng ta vào thu rồi mà trời vẫn ấm áp như thường, khác hẳn với những năm trước quý vị ạ. À? Đến giờ phút này đầu tháng 10 rồi nhưng mà trời vẫn nóng như thường à, ngày hôm à, ngày mai thì theo dự báo cho biết hôm nay thì nhiệt độ vào cao tới vẫn tiếp tục ở mức cao 95 độ và buổi tối à, 66 độ ở Westminster à, từ thành phố này và chúng ta thấy nhiệt độ trung bình nếu mà quý vị đi về hướng bắc á, thì nó nhiệt độ nó tăng dần lên nhưng mà đi về hướng biển thì nhiệt độ nó giảm xuống cho nên đây chỉ là à, nhiệt độ trung bình hôm nay thôi. À, độ ẩm 39%. Tia cực tím UV vẫn rất cao 7 trên 10. Cho nên quý vị thấy à, tia cực tím mà từ 4 trở lên là quý vị phụ nữ là lẽ đương nhiên bôi kèm chống nắng. À, mặt trời lạnh tối nay lúc 6 giờ 35 phút. Ngày mai nhiệt độ cao trung bình 89 độ vào buổi tối. Và quý vị thấy đến khuya sau 12 giờ đó, nhiệt độ bắt đầu mới mát đi. Chúng tôi dùng chữ mát ạ Chứ còn nếu ngay cả tối hôm qua 11 giờ, quý vị vẫn thấy trời nó ẩm ẩm. Nghĩa là vẫn còn 70 mấy độ ở bên ngoài. 66 độ là đến chừng 12 giờ, 1 giờ sáng. Rồi cho những ngày tới quý vị thấy nhiệt độ vẫn cao trên 80 độ luôn. Cho tới tuần tới nhiệt độ mới dưới 70, 80. Rồi trở lại đến ngày 12 tháng 10 đó vẫn cao trên 80 độ. Đó là tình hình cho cả vài tuần lễ tới. Trong khi đó, tài tránh ngày hôm nay diễn biến như thế nào? Ông Steve Mnuchin, Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ cho biết ông vẫn đang cố gắng thảo luận với bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, để tìm kiếm xem liệu rằng ông nói sáng hôm nay cũng vui. Ông nói là chắc chắn có 1.200 Mỹ Kim nếu nếu như phía thượng viện và hạ viện giữa đảng cộng hòa và dân chủ đạt được thỏa hiệp là có gói cứu trợ bà Nancy Pelosi đến giờ phút này vẫn nói chuyện với ông Steve Mnuchin và đề nghị 2.200 tỷ Mỹ kim bao gồm 1.200 Mỹ kim cho mỗi một người dân Mỹ thế nhưng ông Steve Mnuchin rất ngại bởi vì cái con số 2.200 nó cao quá đi ông nói rằng bên phía Thượng viện với Đảng Cộng Hòa chiếm đa số không thể nào chấp thuận cái số 2002 này được. Bây giờ ông đề nghị là liệu chúng ta có thể thương lượng với nhau và đồng ý với nhau ở mức 1.600 tỷ Mỹ Kim hay không? Tuy nhiên thưa quý vị, cái vị thế của ông Steve Mnuchin, Bộ trưởng Ngân Khố là ông đứng giữa. Ông đề xuất là 1.600 tỷ ông còn phải nói chuyện với tổng thống trump ông còn phải nói chuyện với ông à, phía à, thượng viện đảng cộng hòa nữa à, và vì vậy bên phía đảng cộng hòa phải được ông steve Luchin thuyết phục với cái giá 1 sáu chứ bây giờ ông đã đồng ý với bà nancy 1 sáu nếu như hai người này đồng ý một sáu đó thì ông mới dùng cái ngàn sáu đó ông thuyết phục thượng viện mà không biết được thượng viện có đồng ý bởi vì trong số những có những vị thượng nghị sĩ họ không đồng ý thì họ bỏ phiếu chống thì cũng vô ích thôi cho nên ngay bây giờ thì ông dùng cái chữ chắc chắn là 1.200 Mỹ Kim là có đó với điều kiện là cái thỏa hiệp này phải được thông qua Tuy nhiên ngay cả các chuyên gia về kinh tế họ cũng nghi ngờ 1.200 Mỹ Kim có thể thượng viện với Đảng Cộng hòa chiếm đa số chỉ đồng ý vào khoảng 300 tới 600 mỹ kim mà thôi. Mà quý vị còn nhớ đó cách đây vài tuần lễ khi trước ngày lễ độc à, lễ lao động á, thì ngay cả thượng viện hoa kỳ họ cũng nói rằng họ không đồng ý có thêm bất cứ một số tiền nào kích thích với người dân nữa. À, cho nên à, ngay bây giờ thì những ai mà quan tâm đến cái số tiền cúng trợ này thì vẫn còn dậm chân tại chỗ. À, nhưng mà giới đầu tư thì nghe rằng có số tiền cứu trợ Họ vẫn tin là sẽ có Nhưng mà không biết là bao nhiêu Nhưng mà miễn là có là tốt rồi Đó là lý do mà trong hai ngày qua Thị trường chứng khoán à, tăng rất tốt đẹp Dow Jones không còn mất như trước nữa Hôm nay lên được thêm 111 điểm Nasdaq lên được 103 điểm rất nhiều, S&P 500 lên được 15 điểm, Nikkei không thay đổi, Hồng Kông lên 183, Thượng Hải xuống có 6 đồng mà thôi. Công trái phiếu 10 năm là 6.69%, giá dầu xuống 2 đồng 8 sen 38 đồng 14 sen. Dầu tiếp tục bị ảnh hưởng à, và thêm một tin tức nữa và bên cạnh đó quý vị nhìn thấy UBS ngân hàng à, tuyên bố là you should buy gold now. <laughs> quý vị à, nào mà mê vàng, thích vàng đó thì à, nên mua vàng bây giờ, đó là lời khuyên của ngân hàng UBS. Bởi vì có vàng có lúc nó xuống khá nhiều Còn có ngàn tám mấy thôi Nhưng mà trong thời mấy ngày nay thì vàng lên trở lại Và bây giờ đã vượt quá 1.900 rồi 1 chín đồng 20 sen Và lý do khi mà Ông nói à, bên đại diện của ngân hàng UBS đó, Họ nói rằng với cái tình hình hiện nay nó bấp bênh đó Cho nên giá vàng là một thời cơ để đầu tư À, bên cạnh đó bản tin ngày hôm nay cũng cho thấy mối quan tâm về lâu về dài của nước Mỹ, chúng ta in tiền chi tiêu quá nhiều và hậu quả là thâm hột ngân sách trong năm 2020 lên tới record kỷ lục thưa quý vị và kỷ lục bây giờ nó tới 6.100 tỷ Mỹ Kim riêng với ngày 31 tháng 8 thôi. Và cái con số này, nó chưa bao gồm cái số tiền mà sáng ngày hôm nay tổng thống Trump ký ban hành một cái ngân sách tạm cho nước Mỹ từ bây giờ đến ngày 17 tháng 12. Bên phía thượng viện và tổng thống Trump đã đồng ý tránh việc mà đóng cửa chính phủ từ bây giờ cho tới ngày bầu cử. Cho nên hai bên đã đồng ý để mà có được một số tiền tiếp tục cung cấp một cái số tiền này nếu mà chính phủ đóng cửa thì nó phiền lắm thưa quý vị cho nên họ không để chính phủ đóng cửa. Bên phía Hạ viện họ cũng đồng ý cái điều đó họ để cho cái chuyện mà bầu cử xong xuôi hết đã rồi sau đó ai là người vào mới vào tòa bạch ốc hay là vẫn là tổng thống Trump thì cái để chuyện đó tính sau. Nhưng mà bây giờ sáng ngày hôm nay những cái tin tức liên quan đến cái thâm hụt ngân sách khiến cho về lâu về dài nước Mỹ tiếp tục là chúa trọm. Như chúa trọm. Tổng thống Trump sáng ngày hôm nay tiếp tục cuộc vận động tranh cử và cùng với ông Joe Biden cả hai đều đi đến những tiểu bang tranh chấp. Tiểu bang tranh chấp bây giờ nếu mà tính rộng hơn một chút xíu nó vào khoảng 11 tiểu bang thưa quý vị. Nhưng mà tính hẹp lại đó nó chỉ vào khoảng 6 tiểu bang mà thôi. Ông Joe Biden ngày hôm nay trong lúc tới Ohio và Pennsylvania tuyên bố với phóng viên rằng lúc mà ông lên trên sàn đấu với tổng thống trump thì ông đã trông chờ chắc chắn là tổng thống trump sẽ tấn công ông nhưng mà với những người khác thì họ không ngờ là hai bên cãi nhau dữ dội như thế trong khi tổng thống trump xuất hiện ở minnesota thì nói với cử tri ủng hộ cho mình rằng ông luôn bị ông biden cản lời thế nhưng Đối với ông, cái việc mà ông Biden tiếp tục ngăn lời của ông như vậy đó trong lúc ông tấn công ông Biden thì ông xem đó là một chiến thắng cho ông. Tình hình diễn biến như thế nào, kính mời quý vị tiếp tục theo dõi ngay sau phần quảng cáo quý vị nhé.